Và nối tiếp chương trình là sự bài vị cùng thưởng thức một sáng tác của soạn giả Ngô Hồng Khanh, bài hát được mang tên Cung Đàn Mới. Và với bài hát này xin mời quý vị cùng thưởng thức qua tiếng hát của Nguyễn Văn Lên. Và Lên xin được mời chị Cẩm Hồng lên trò diễn dùm giúp Lên.
về đây.